everyone. Welcome back for another video lesson. My name is Teacher Hans. Chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Cô là Annie và đây là thầy Hans. And we are with Solar English Center. Cô và thầy đến từ trung tâm ngoại ngữ Solar English. All right. In today's video, we'll be looking at Unit 2, I'm from Japan, Lesson 3. Bài học ngày hôm nay, thầy sẽ dạy cho chúng ta bài học 3 của bài Unit 2. I'm from Japan. Mình đến từ Nhật Bản. All right, very good. So the lesson content for today, we'll be looking at some countries, names of countries, and the nationalities for those countries. Then we'll be practicing the present simple tense with the verb to be. And lastly, practicing some phonics for letters J and V. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên là phần từ mới. Chúng ta sẽ học về một số quốc gia và quốc tịch tiếp theo trên thế giới. Và phần thứ hai, phần ngữ pháp, thầy sẽ dạy chúng ta đi sâu vào phần cách sử dụng động to be với thì hiện tại đơn trong tiếng Anh nhé. Và phần cuối cùng, chúng ta sẽ học về phần ngữ âm. Chúng ta sẽ cùng thầy học cách phát âm âm J và âm V trong tiếng Anh. Yeah. So, let's get started. Our first country we're going to be learning today is Austria, and a person from Austria is Austrian. Quốc gia và quốc tịch đầu tiên thầy muốn dạy cho các chúng ta đó là nước Áo và người Áo. Alright, so let's practice that one, everybody. So say after me, Austria. 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 And a person is Austrian. 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 So the next country we are looking at is Germany, and the nationality is German. Và bây giờ chúng ta tiếp tục học về nước Đức và người Đức. All right, so let's practice that, everyone. The country is Germany. 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 And the nationality, German. 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 Okay. Moving ahead, our next country is France. And the nationality is French. Tiếp theo chúng ta cùng học về nước Pháp và người Pháp. Các bạn cùng lắng nghe theo thầy và đọc theo nhé. All right, so let's practice that country. France. 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 And the nationality, French. 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 Excellent. Great job, everybody. The next country we're looking at is Italy, and the nationality, Italian. Chúng ta cùng học về nước Ý và người Ý cùng với thầy nhé. All right, so say after me, Italy. 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 And a person from Italy is Italian. 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 Yes, very nice. The next country, Korea, and the nationality is Korean. Chúng ta tiếp tục học về nước Hàn Quốc và người Hàn Quốc. All right, so let's practice that country, everyone. Korea. 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 And the nationality, Korean. Korean. Korean.
right, very good. Moving ahead, this country is Laos, and the nationality is Laotian. Chúng ta cùng học về một quốc gia láng giềng của Việt Nam, đó là nước Lào và người Lào. Right, so let's practice that country, Laos. 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 And a person is Laotian. 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 Yes, very nice. What country is this? Canada, and the nationality is Canadian. Và chúng ta bây giờ học về nước Canada và người Canada. Right, so let's practice the country Canada. 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 And the nationality Canadian. 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 All right. Very good. Who knows this one? This country is Sweden, and the nationality is Swedish. Tiếp theo, chúng ta cùng học về nước Thụy Điển và người Thụy Điển. All right, so what is the country? Sweden. 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 And the nationality? Swedish. 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 Great job, everybody. Who knows this country? The country is Switzerland, and the nationality is Swiss. Tiếp theo, chúng ta cùng học về một quốc gia, đó là nước Thụy Sĩ và người Thụy Sĩ. All right, so let's say that country Switzerland. 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 And a person from Switzerland is Swiss. 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 All right, excellent. Very nice, everyone. Let's move ahead then to our grammar point, the verb to be. Okay. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần 2 là phần ngữ pháp. Ở phần ngữ pháp chúng ta sẽ được học cùng thầy về cách sử dụng của động từ to be trong tiếng Anh ở thì hiện tại đơn nhé. Right, and three different forms of to be. Am, is, are. Đây là ba dạng cụ thể của động từ to be ở thì hiện tại đơn. All right, so we'll be practicing those during the lesson. Am, is, are. So when do we want to use each of those? When we have a different subject in the sentence, and here you can see the different subjects we could have. We've got I, he, she, it, and they, you, we are the three groups of subjects. Okay, động từ to be sẽ được dùng với những nhóm từ ngữ khác nhau trong tiếng Anh ở thì hiện tại đơn đấy. Ở đây S là chủ ngữ. Chủ ngữ chúng ta có ba nhóm. Nhóm thứ nhất là I. Nhóm thứ hai là he, she, it. Và nhóm thứ ba chúng ta có they, you, we. Vậy chúng ta thử xem là những nhóm chủ ngữ trên đây thì sẽ dùng với động từ to be nào nhé. So let's see, the form of to be, that is am, we use it with the subject I. Okay, và với động từ to be am
chỉ luôn đi cùng với từ ngữ là ai thôi các bạn nhé. Right, and here we can see an example sentence. I am a teacher. Đây ví dụ chúng ta có là tôi là một giáo viên. Các bạn có thể thấy vị trí của động từ to be am đứng sau từ ngữ I. Và trong tiếng Anh thì động từ to be nó thường mang hai nghĩa là thì. Good. All right. So here's another example in the negative form. I am not a teacher. Okay. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cách nói phủ định. Chúng ta chỉ cần thêm not phía sau động từ to be. Chúng ta sẽ có là tôi không phải là một giáo viên. All right, very good. So the form is, we use it with the subjects he, she, and it. Đối với nhóm từ ngữ thứ hai, he, she, it. Cho he thì hiện tại đơn chúng ta chỉ dùng động từ to be là is. Right, so let's look at an example. He is Vietnamese. Bây giờ chúng ta cùng xem các ví dụ câu cùng thầy nhé. She is not a doctor. It is very nice. Câu đầu tiên, anh ấy là người Việt Nam. Cô ấy không phải là một bác sĩ. Nó, it là nó thì rất tốt. Alright, so yeah, you can see is they were the three different subjects, he, she, it. Okay, so the form are, we use it with the subjects they, we, and you. Và tiếp theo, động từ to be are chỉ dùng cho nhóm chủ ngữ là they, we, và you. Alright, so our example sentences. They are Americans. Okay. We are not teachers. You are so kind. Chúng ta sẽ có ba ví dụ như đây. Họ là người Mỹ. Chúng tôi không phải là giáo viên. Bạn thì rất là tốt bụng. Yep, and you can see once again the use of are with the three different subjects. Okay. And here you can see the grammar map, the structure of the sentence. Subject plus to be plus a noun or an adjective. Trong tiếng Anh mà thì hiện tại đơn, động từ to be sẽ dùng được dùng có ba dạng câu. Đầu tiên, thầy sẽ đi ở dạng câu khẳng định. Chúng ta sẽ có vị trí đầu tiên là chủ ngữ. Tiếp theo là vị trí của động từ to be is, are hoặc là are. Và tiếp theo là vị trí của danh từ hoặc là tính từ ở trong câu. Alright. So let's look at this example. I, something Vietnamese. And we've got to choose between am, is, and ở đây chúng ta có ví dụ câu, câu ở dạng câu khẳng định. Chúng ta có cần chỗ trống, cần điền từ. Chúng ta có ba động từ to be, am, is, are. Vậy theo các bạn thì với từ ngữ là I thì chúng ta sử dụng động từ to be nào nhỉ? Right, so what do you guys think? What is the correct form of to be for the subject I? Of course, it is am. Okay, các bạn nhớ nhé. Đối với từ ngữ I, chúng ta chỉ luôn đồng dùng động từ to be là am thôi nhé. Alright, very good. Next one, she, something Austrian. So which form of to be do we want to choose? Đây chúng ta lại có từ ngữ là she. Chỗ trống là động từ to be cần điền. Và ở đây chúng ta sẽ có là người Áo. Vậy các bạn xem là she đi với động từ to be nào? What do you think? Yep, is. She is Austrian. Các bạn nhớ là is chính là đáp án đúng. Alright, very good.
How about this one? He something English. Ở đây chúng ta lại có chủ ngữ là he. Vậy các bạn nhớ lại thầy đã nhắc cho các bạn ở đoạn trước. He đi với động từ to be now. Okay. What do you guys think? Yes, if you said is, you are right. He is English. Các bạn nhớ là động từ to be cần điền ở đây là is. Okay, great job. How about for the subject they? They something Korean. Okay. Và đây chúng ta sẽ có chủ ngữ là they. Vậy động từ to be cần điền ở đây là từ nào? What do you think? Yes. You said are, you are right. They are Korean. Nếu các bạn điền là are, các bạn đã đúng rồi đấy. Right. They are. How about this one? They something Italian. Tiếp tục chúng ta lại gặp là chủ ngữ they. Lần này các bạn nhớ động từ to be cần điền là gì rồi? You remember that one? They are Italian. Are các bạn nhé. Right. How about we? We something Vietnamese. Còn đây chúng ta sẽ có chủ ngữ là we. Vậy với we chúng ta sẽ dùng với động từ to be nào ở đây nhỉ? What do you think? What do we use with we? Yes, we are Vietnamese. Động từ to be cần điền là are. All right. Great job, everyone. How about the subject you? If we want to choose am, is, are. Với chủ ngữ you thì sao nhỉ? Động từ to be đi kèm là gì? Yep, you are. Nhớ là động to be là are các bạn nhé. All right, great job. How about it? It something from France. Chúng ta có chủ ngữ là it. Động từ to be là it is from France. It is. Okay. Right, so for the subject it want to choose is as the form of. All right, great job. So let's have a look at our short forms where we take the subject and the form of to be and put it into one. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc dạng từ rút gọn của động từ to be và chủ ngữ ở trong câu nhé. Right, so I am becomes I'm. We'll go through these first. He is, he's. She is, she's. They are, they're. We are, we're. You are, you're. And it is, it's. Okay, so one more time, let's just read through that list, repeat after me. So, okay, bây giờ các bạn cũng nghe thầy đọc và đọc theo nhé. These can be quite difficult to say, so you should give it some practice. So from the top, I'm. Next one, he. Next, she's. Next one, they're. Next, we're. Next, you're. And last one, it's.
It's. All right, excellent. Keep practicing those. Okay, so let's have a look at the negative form of the sentence where we include the word not into our grammar. Tiếp theo, thầy sẽ cùng chúng ta học về dạng câu phủ định của động từ to be ở thì hiện tại đơn như thế nào nhé. Chúng ta nhìn thấy là chỉ có khác biệt một tí là chúng ta chỉ cần thêm not đứng sau động từ to be. Ok. Alright. So, to look at some of these sentences, what would we say with I negative form Chinese? Các bạn có thể nhìn vào tranh và chúng ta sẽ có chữ là I Chinese. Vậy chúng ta có đáp án là I'm not. Right, I am not Chinese. This person is Vietnamese, so not Chinese. Okay, mình không phải là người Trung Quốc, đúng không? Mình không phải là người Trung Quốc. Alright, how about this one? He. Anh ấy có phải là người Việt Nam không nhỉ? What do you think? Yep, he is not Vietnamese. Anh ấy không phải là người Việt Nam. He is English. You can see from the flag. Yes. All right. How about they? Họ. Người Mỹ. Các bạn nhìn bức tranh xem họ có phải là người Mỹ không? Các bạn của chúng ta là? What do we have? They are not American. Họ không phải là người Mỹ. Ok. Right, very good. There you see that structure again of the negative. Thầy sẽ nhắc lại cho các bạn nhớ là cách sử dụng động từ to be ở dạng câu phủ định. Các bạn chỉ cần thêm not phía sau to be thôi nhé. Ok, tiếp tục nào. Right, very good. And some notes on the negative form, how we can shorten that. Ok, và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe thầy hướng dẫn cách đọc ngắn, cách đọc rút gọn của động từ to be và chủ ngữ và not ở trong câu. Ok. Right, so I am not, we can change to I'm not. Ok, good. Right. Next one, he is not, he isn't. So, unlike the positive form where we would say he's, here we combining is and not to say he isn't. Bình thường trong dạng câu ngắn gọn, dạng câu muốn nói tắt thì chúng ta sẽ kết hợp động từ to be và not. Chúng ta sẽ có cách viết như sau. Alright. And she is not, she isn't. They are not. They aren't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. It is not. It isn't. Okay. Bây giờ các bạn cùng lắng nghe thầy. Chúng ta sẽ đọc qua một lượt những động từ to be và not kết hợp với nhau thành dạng cách đọc ngắn trong tiếng Anh như thế nào nhé. Right, so practice those negative forms as well. So let's take a look. What is our question? Ở đây chúng ta sẽ học sang phần câu hỏi, đoán xem ai đó có phải là người nước nào hay không. Vậy chúng ta sẽ có cách hỏi. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ví dụ câu đầu tiên. Chúng ta đoán xem cô có chủ ngữ là you. Vậy theo các bạn thì động từ to be cần điền là từ nào? Right. What do you think for the subject? You. The correct form of to be is are. Các bạn nhớ đối với you, chúng ta sẽ dùng are và đặt vị trí của nó ở trong câu để tạo thành câu hỏi đoán, phỏng đoán xem ai đó có phải là người nước nào hay không nhé. Right. Are you Vietnamese? Bạn có phải là người Việt Nam không? Okay, how about this one? Our subject is they. Ở đây chúng ta có chủ ngữ là they. Vậy theo các bạn thì để tạo thành câu hỏi phỏng đoán, chúng ta sẽ dùng động từ be nào ở đầu câu nhỉ? What do you think we have for they?
Okay, chúng ta nhớ là cần dùng động từ to be are và đảo vị trí chúng ta sẽ có là are they. Và câu này tiếng Việt của mình sẽ là họ là người Pháp có phải không? Right. Next one, he. Đây chúng ta lại có chủ ngữ là he. Anh ấy là người Mỹ có phải không? Vậy động từ to be cần điền là? What do you think? Yes, is he American? Đúng rồi, chúng ta nhớ động từ to be là is nhá. Right. Let's check this out. So here is the structure of that question. Where we start with the form of to be and the subject is then in the middle of the sentence. Okay. Và đây là mẫu câu chung của động từ be khi mà chúng ta dùng dạng câu hỏi phỏng đoán, chúng ta có to be đứng đầu câu. Tiếp theo là vị trí của chủ ngữ và cuối cùng là vị trí của danh từ hoặc tính từ ở trong câu nhé. Yep. And to answer this, it's either it's a yes or a no question. So, yes subject plus to be, no subject. Okay, và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ có hai cách. Đầu tiên là nếu đúng thì chúng ta sẽ dùng yes. Tiếp theo là chủ ngữ và động từ to be đứng cuối. Còn nếu không phải, chúng ta sẽ dùng no. Chủ ngữ, to be và vị trí của not. Right, so remember that a question that starts with a form of to be is am are is a yes or no question. Và các bạn nhớ nhé, câu hỏi mà bắt đầu bằng động từ to be is am are thì chúng ta luôn luôn trả lời theo hai cách là yes hoặc no, bởi vì đây là câu hỏi đoán, phỏng đoán xem có đúng hay không. Ok? Alright. So, let's answer this question. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ cùng học về cách hỏi một số câu hỏi sử dụng chủ ngữ khác nhau ở trong câu. So, are you something? Yes or no question? Yes, I am. No, I am not. Ok, đối với chủ ngữ là you, các bạn nhớ cho cô là chúng ta sẽ luôn luôn dùng are. Và các bạn có thể thay đổi nội dung phía sau. Và đối với are you, các bạn luôn luôn trả lời là I am hoặc là I am not. Tùy thuộc vào câu đó là yes hoặc là no. Right. So how about is he something? Okay. Is he và anh ấy có phải là gì đó hay không? Chúng ta sẽ có cách trả lời là so, yes or no. So it's yes he is, no he isn't. Okay. Nếu đúng thì chúng ta sẽ dùng yes he is, no, he isn't cho câu trả lời không đúng. Okay? All right. Let's try this one. Are you something? And the answer. Okay. The plural. Ở đây you như chúng ta đã học ở các bài trước thì you nó sẽ có hai cách dùng. Đầu tiên là nó dạng số ít và ở đây chúng ta sẽ dùng nó ở dạng số nhiều. Nghĩa là nó mang nghĩa số nhiều. You ở đây có nghĩa là các bạn. Thì trong câu hỏi là các bạn có phải là gì đó hay không? Thì câu trả lời chúng ta sẽ trả lời là phải, chúng tớ là. Và không phải, chúng tớ không phải là gì đó. Đây là dạng số nhiều nhé. Mặc dù nó hỏi là you, nhưng chúng ta sẽ trả lời là we cho dạng số nhiều. Chúng tôi, chúng ta. Right. Then we've got is she something? Okay. Còn đây chúng ta sẽ có chủ ngữ she. Cô ấy là như thế nào có phải không? Vậy thì câu trả lời chúng ta là yes, she is. No, she. Okay. Nếu câu trả lời đúng với câu mà các bạn hỏi, chúng ta sẽ dùng câu yes, she is. Còn nếu không phải thì là no, she isn't. So practice those questions and answers. Okay. Hi, Teacher Hans.
Are you Vietnamese? No, I am not. Oh. Teacher Annie, yes? Are you American? No, I am not. Are you Vietnamese? Yes, I am. Great. So, are you African? Yes, I am South African. Oh, okay. Good. All right. Very good. Okay, everybody. We have a few more of these examples. Is it something? Ở đây chúng ta tiếp tục. Còn chủ ngữ là is với câu trả lời là tương tự như các câu trả lời phía trên, chúng ta chỉ cần đổi vị trí của it is và hoặc là it isn't. Okay. All right. Yes, it is. No, it isn't. And are they? Ở đây chủ ngữ là they. Are they? Họ có phải là gì đó hay không? Câu trả lời là okay. So we're going to answer yes, they are, or no, they aren't. Yes hoặc no. Và chúng ta chỉ cần đảo vị trí của động từ to be và chủ ngữ ở trong câu. Okay. Okay. Very good. So just to go over a couple of phonics. We've got the letter J. Okay. Tiếp theo chúng ta cùng học qua phần ngữ âm nhé. Cái đầu tiên thầy muốn dạy cho các bạn đó là letter J, chữ cái J trong tiếng Anh nhé. Right, so J as in the word Japan. So the name is J, it sounds like J. 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 Like Japan. Okay. Chúng ta có chữ cái J có trong từ nước Nhật Bản. Okay? Right, and then we've got the letter V as in Vietnam. So V sounds like okay. Và tiếp theo chúng ta có chữ cái V. V có trong từ Việt Nam. All right, so one more time. J. 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 Japan. And for V. Vietnam. All right. Very good. For our lesson summary, everyone, today we covered some countries and nationalities. Learned some new ones. You guys have been learning a lot of those. Okay, good. Bây giờ chúng ta cùng đi qua phần tóm tắt bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên là phần từ mới. Chúng ta đã cùng nhau học về một số quốc gia và quốc tịch trên thế giới. Và ở phần 2, chúng ta đã học về cách sử dụng của động từ to be trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh, động từ to be ở thể hiện tại đơn có ba dạng, đó là is, am và are. Yep, and we finished with the phonics for letters J and V. Và cuối cùng chúng ta đã học về phần ngữ âm. Ở trong phần ngữ âm chúng ta học về chữ cái J và V. Alright. So thank you everyone. Thanks for watching. Keep practicing at home. You can review this in your books. Okay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Hy vọng là ở nhà các bạn sẽ luyện tập để chúng ta sẽ cải thiện môn tiếng Anh của mình ngày càng tốt hơn nhé. Alright. So remember to come back for our next video. Until then, see you next time. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Tạm biệt các em. Okay. Bye. Bye.